Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt của tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần thì chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt cuối tuần, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề, có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể là những gì mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử, đó là chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay thì quý vị, một bài báo của tờ Epoch Times đưa lên khá rõ ràng, trong đó cho thấy rằng là, ông Trump và Kamala Harris sẽ đứng như thế nào trong cuộc chiến tại Ukraine. Và hiện nay cuộc chiến này đã gần 3 năm. Tính đến hôm nay đã gần 3 năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong đó thì à, Âu Châu tuyên bố vẫn tiếp tục ủng hộ cho Ukraine. Hoa Kỳ cũng tuyên bố ủng hộ cho Ukraine, nhưng dường như không có người nào có giải pháp đưa ra để chấm dứt cuộc chiến này. Ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, thì có đệ trình một cái victory plan của ông cho phía của Hoa Kỳ cũng như là các lãnh đạo của Âu Châu đang nhóm họp tại Brussels. Tuy nhiên, có vẻ như là cái bản kế hoạch này là cái bản kế hoạch mà ông ta cố gắng thuyết phục Âu Châu là giúp cho ông ta giành lợi thế trong cuộc chiến đối đầu với Nga để làm lá bài, thương thảo và buộc Nga chấm dứt cuộc chiến. Đó là cái uh, bản gọi là Victory Plan, tức là kế hoạch chiến thắng của ông uh, Zelensky. Tuy nhiên thì, quý vị, nỗ lực của Zelensky là tìm cách thu hút cái... Uh, sự ủng hộ của toàn thế giới tiếp tục duy trì sự ủng hộ này để đối đầu với nga và chính bản thân của ông cũng không biết là sẽ phải chấm dứt cuộc chiến này như thế nào đánh bật nước nga ra khỏi ukraine và lấy lại các cái vùng bị chiếm đóng hay là sẽ phải chấm dứt cuộc chiến này với một cái thỏa hiệp nhượng bộ thì chúng ta chưa biết được tuy nhiên zenki thì từng tuyên bố là sẽ không nhượng một inch miếng đất nào cho phía của nga đó là cái lời phát biểu của ông. Và quý vị, à, trong đó thì gần nhiên là cái vấn đề then chốt chấm dứt cuộc chiến này không phải nằm tại Âu Châu và Liên minh NATO, mà nằm trong tay của à, Washington DC. Là Washington DC muốn như thế nào mà thôi. Quý vị, chúng ta lướt qua cái à, bài nhận định của tờ Epoch Times thì quý vị. Bà Harris và ông Trump sẽ đứng như thế nào trong cuộc chiến tại Ukraine? Đây là cái tựa đề của tờ báo Epoch Times và trong đó thì à, trong cái à, cuộc à, chạy đua vào ghế tổng thống thì à, cái chính sách đối ngoại thì bà Kamala Harris và ông Trump dường như là có một cái à, vấn đề à, đưa ra cái vấn đề của Ukraine. Bà này thì vẫn tiếp tục đã đứng về cái vị trí mà ông Joe Biden đã điều hành trong mấy năm qua, vẫn tiếp tục gọi là có những cái à, hành động cấm vận kinh tế nhắm vào Nga cùng một lượt bà ta cam kết là cung cấp cái an ninh và hỗ trợ an ninh của hoa kỳ cho ukraine để mà có thể chống lại cuộc xâm lăng của nga trong khi đó thì ông trump chỉ trích các cái chính sách này và nói rằng nó có thể dẫn tới cuộc chiến của nga và nato và ông có thể sẽ trở thành một người phá vỡ cái bế tắc và đem nga trở lại bàn đối thoại để mà có thể có một cái cuộc gọi là tái đàm phán với lại phía tây phương đây là cái bài nhận định trong đó thì về phía của Harris thì gần như là bà này không có một kế hoạch nào bà ta vẫn tuyên bố là vẫn ủng hộ cho phía của Ukraine cho tới lúc mà Ukraine cần thiết à, tương tự như ông Joe Biden đây là một trong những cái là lời, lời tuyên bố của bà ta và cái bà ta không có một cái chính sách nào à, kể cả cái việc mà là tìm cách chấm dứt Ukraine và nói rằng đây là một trong những cái chiến lược quyền lợi của Hoa Kỳ. À, trong đó thì trong khi đó thì ngược lại cựu Tổng thống Trump thì ông cho biết là ông sẽ tìm cách là chấm dứt và họ nói rằng có thể thỏa hiệp với nga và trong đó thì phát biểu trong cái uh, cuộc tranh luận vào tháng 9, thì ông trump nói rằng chính quyền châu bên đã không có uh, giám sát về cái kho nguyên tử của nga một cách nghiêm túc và harris cũng không có lo ngại về khả năng nga có thể uh, khởi động một cuộc chiến nguyên tử ông ta có vũ khí nguyên tử và không ba không ai nghĩ tới điều này và điều này ông ta có thể sử dụng ông trump đã nhắc lại cái vấn đề của ông putin và chúng ta sẽ chấm dứt bằng một cái đệ tam thế chiến và nó sẽ là một cuộc chiến tranh Mà trong đó bởi vì vấn đề vũ khí nguyên tử và cái quyền lực của vũ khí nguyên tử và để chấm dứt chuyện này ông trump nói rằng phải có cái uh, cuộc đàm phán với nga và cái chính sách đối ngoại của ông là sẽ muốn cả putin lẫn Zelensky phải nói chuyện với nhau để chấm dứt cuộc chiến này và nếu tôi thắng, tôi sẽ trở thành tổng thống, tôi sẽ nói chuyện với từng người một, tôi sẽ nói chuyện với họ và tôi sẽ đẩy họ ngồi chung với nhau và đây là cái quan điểm của ông Trump, quý vị, đây là hai cái quan điểm mà chúng ta thấy được ngay từ lúc mà Kamala Harris thay thế Joe Biden trở thành ứng cử viên tổng thống của đại dân chủ. Tuy nhiên bà này thì gần như là không có chính sách đối ngoại bà ta vẫn trả lời hai hàng và cái uh, bằng chứng tốt nhất là trong cái cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS trong chương trình 60 minutes thì quý vị về chính sách đối ngoại bà ta hoàn toàn mù tịch ngay cả cái việc mà trả lời về do thái bà ta trả lời vòng vòng khiến cho phía đài CBS phải thâu lại một cái câu trả lời khác để lắp vào trong đó tức là cái hành động thiếu đạo đức của đài CBS trong chương trình 60 minutes trong cái vấn đề cái giả đáng lý là cái cuộc phỏng vấn phải được live phải được live trực tiếp để người ta thấy rõ đằng này thì để chắc ăn và bảo vệ cho bà ta đại cbs đã thu trước và khi mà họ phát hiện ra cái câu trả lời của bà ta vòng vòng trong cái vấn đề của do thái và các nhóm dân quân hồi giáo khủng bố tại đây thì họ lại cắt bỏ đoạn này và họ thu lại một cái đoạn trả lời khác của bà ta ngắn gọn hơn trong đó thì bà ta vẫn nêu cái quan điểm là vẫn ủng hộ cho quyền tự vệ của người do thái nhưng bà ta đặt vấn đề về vấn đề của người Palestine về vấn đề nhân đạo về vấn đề nhà có quá nhiều người Palestine đã bị thiệt mạng ở giải Gaza vân vân và cần phải có một cuộc ngưng bắn nhưng bà ta lại không nói rõ là làm cách nào có ngưng bắn và làm cách nào để chấm dứt cuộc chiến này tương tự như bây giờ Joe Biden đang làm về cuộc chiến của Nga tại Ukraine thì bà ta vẫn chạy theo cái đám đông của Âu Châu và Joe Biden là vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga nhưng mà bà ta cũng không có à, nhắc nhở gì tới việc cái yêu cầu của ông Zelensky tức là ông Zelensky yêu cầu là cho phép sử dụng các cái vũ khí ông ta đang có tức là vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ của nước nga bà ta không nhắc tới chuyện này và đồng thời là bà ta cũng không có biết gì và cũng không có ý định là chấm dứt cuộc chiến này trong khi ngược lại ông Trump trong cả hai lần tranh luận với Joe Biden và với Kamala Harris. Ông Trump đã nhiều lần khẳng định và ngay cả lúc mà ông Trump gặp Zelensky tại New York, ông nói cần phải chấm dứt cuộc chiến này as soon as possible, tức là càng sớm càng tốt. Thì quý vị, ông Trump có một cái quan điểm dứt khoát hơn cả hai cuộc chiến. Khi mà ông ta ông Trump nói chuyện với lại Bibi Netanyahu, tức là thủ tướng của Do Thái, ông nói rằng nếu tôi thắng cử, chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này nhanh chóng và chúng ta sẽ đinh uh, là job, tức là chúng ta sẽ hoàn tất cái công việc đây đây là cái câu nói của ông Trump với lại ông uh, thủ tướng của Nhật Thái và khi mà ông gặp Zelensky ông đã đặt câu hỏi đầu tiên lúc đầu thì Zelensky bị ảnh hưởng bởi cái nhóm khuynh tả tại đây và cho rằng là ông Trump không có hiểu gì về cuộc chiến tại Ukraine và không thể nào chấm dứt cuộc chiến này nhưng ngay trong cái lúc đầu tiên gặp tại Trump Tower ở tại New York Ông Trump đã hỏi ngay câu đầu tiên, ông có muốn chấm dứt cuộc chiến này hay không? Thì quý vị, Zenki bắt buộc ở thế phải trả lời, yes, yeah, tôi muốn. Thì ông Trump nói, ông muốn, tôi muốn, Putin cũng muốn. Thì ít nhất đã có một cái common sense, tức là có một cái combination rồi, có một cái uh, sự đồng thuận rồi. Thì như vậy, bắt đầu từ điểm này. Có nghĩa là ông Trump có ý định chấm dứt cuộc chiến. Và quý vị thấy, bốn năm cầm quyền của ông Trump, ông đã kềm chế không để cho một cuộc chiến nào xảy ra. Và bây giờ với cái kinh nghiệm đã có trên chính trường, với những cái nhìn rõ nét hơn về giới chính trị tại Hoa Kỳ và Âu Châu, với cái uh, gọi là uh, cái uh, nhìn của ông về cái sức mạnh quân sự để trấn áp và cái quan điểm cứng rắn này, thì tôi tin rằng ông Trump là cái người có thể chấm dứt được cuộc chiến tại Ukraine. Bất kể là cái cuộc chấm dứt này nó như thế nào. Và quý vị, đây là hai cái khác nhau giữa Kamala Harris và Joe Biden. Kamala Harris thì chạy theo cái khuynh hướng của Joe Biden bây giờ trong chính sách đối ngoại và bà ta đáp theo cái đám đông của các quốc gia thành viên trong nato tại âu châu quý vị bây giờ các quốc gia thành viên của à, à, âu châu tại nato à, trong nato đó quý vị thì quý vị sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa do thái và của phía của ukraine và chúng ta phải đặt một cái một cái giả thuyết một cái giả thuyết mà nó có thể xảy ra nếu Kamala Harris thắng cử thì quý vị ông Trump đã khẳng định Kamala Harris mà thắng cử là đệ tạm thế chiến tại sao ông ta, ông Trump nói như vậy quý vị bây giờ ông Zelensky đang yêu cầu các quốc gia tây phương và Hoa Kỳ cho phép ông ta được sử dụng các cái hỏa tiễn tầm xa bắn sâu vào lãnh thổ của nước nga có nghĩa là ông ta có khả năng tấn công vào những cái thành phố lớn của nước nga trong đó gồm có Moscow là cái thủ đô của nước Nga và St Petersburg được xem là cái thành phố kinh tế của nước Nga. Đây là hai thành phố quan trọng nằm ở phía à, phía tây của nước Nga và nằm gần với lại à, cái à, khu vực phía đông của Âu châu. Thì quý vị, đây là cái yêu cầu của Zelensky. Bây giờ thì cả Joe Biden, lẫn Đức, Pháp mấy cái quốc gia mà được xem là Âu châu đó, họ lần khẩn, Họ lần khần họ không muốn trả lời dứt khoát với ông Zelensky. Nhưng mà với cái áp lực cuộc chiến sắp tới, ví dụ như Nga bắt đầu tấn công thêm vào phía đông và phía nam của Ukraine, đẩy ngược Ukraine ra khỏi vùng Kursk, tôi đặt một cái giả thuyết như vậy, đẩy ngược Ukraine ra khỏi vùng Kursk mà đang chiếm đóng trên lãnh thổ của Nga, và tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công ở phía đông, tức là Donbass, và kể cả tấn công vào thành phố Kharkiv. Kharkiv là cái thành phố được xem là lớn hàng thứ hai của Ukraine, đang có nguy cơ là sẽ bị mất vào tay của Nga. Và phía nam, tức là khu vực của bến cảng Odessa, nơi mà Nga mà phía Ukraine xuất cảng ngũ cốc ra thế giới. Thì quý vị, nếu trường hợp mà Nga dốc toàn lực tấn công ba chỗ này, và lúc đó thì Ukraine lại bị nguy cơ thất bại trên các cái bãi chiến trường, thì lúc đó quý vị, cả Âu Châu lẫn Châu Bình sẽ phải duyệt xét tới việc mà cho phép à, phía của Ukraine dùng các cái vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ của nước Nga để cản trở các cuộc tấn công này. Kết bản này có thể xảy ra và nếu như mà các quốc gia đồng ý cho phía của Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa của họ cung cấp cho Ukraine bắn sâu vào lãnh thổ của nước Nga, thì phản ứng của Putin sẽ ra sao? Trước đó Putin đã từng tuyên bố là nếu như mà Âu Châu bật đèn xanh cho chuyện này, thì có nghĩa là cuộc đối đầu của Nga và NATO sẽ xuất hiện và Nga xem đây là cuộc đối đầu trực tiếp của NATO. Thì quý vị bắt buộc Nga phải tăng cường thêm cái lượng vũ khí của họ, kể cả việc đe dọa dùng tới vũ khí nguyên tử. Và Nga sẽ bắt đầu lợi dụng chuyện này để mà bắt đầu đưa quân vào các quốc gia nằm trong NATO nhưng có đường biên giới với Nga. Đặc biệt là cái ba quốc gia ở khu vực ở vùng Baltic, tức là Estonia, Latvia và Lithuania. Chưa kể là Nga có thể lâm le nhắm thẳng vào Ba Lan. Và cùng một lượt thì quý vị, đồng minh của Nga tại đây là Belarus cũng không dừng lại. Belarus cũng không dừng lại. Họ có thể cho phép Nga sử dụng các cái vùng lãnh thổ của họ để họ đã làm rồi. Tức là Nga đã lắp đặt một số vũ khí nguyên tử tại đây rồi. Và cho phép Nga sử dụng vũ khí nguyên tử trực tiếp tấn công vào Âu Châu. Tại vì Putin đã tuyên bố nếu như mà cho phép chuyện này thì NATO sẽ đối đầu trực tiếp với lại phía của Putin và kết quả kết quả cuộc chiến nó sẽ bùng nổ lớn hơn và nga sẵn sàng vụ dùng tất cả những loại vũ khí họ đang có với sự hậu thuẫn ở phía sau một cách bán chính thức của iran của bắc hàn và của trung quốc chắc chắn điều này sẽ xảy ra này quý vị tại putin sẽ không dừng lại và kết quả thì chúng ta thấy bùng nổ cái đệ tam thế chiến đây là cái mà ông Trump nhấn mạnh nếu Kamala Harris mà thắng cử thì chúng ta sẽ đối diện với một cuộc đệ tam thế chiến và lần này cái nguy hiểm của nó, cái hiểm họa của nó là vũ khí nguyên tử. Nếu như mà bây giờ trong thời gian sắp tới mà Nga dồn dập tấn công vào khu vực Donbass ở phía đông, khu vực Odessa, tức là bến cảng Odessa ở phía nam và đẩy lùi cái sự chiếm đóng của Ukraine trên vùng Kursk nằm trong cái lãnh thổ của Nga. Nếu kịch bản này xảy ra, thì lúc đó đám NATO bắt buộc phải chiều ý ông Zelensky là cho phép ông sử dụng toàn quyền các cái loại vũ khí cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga, trong đó bao gồm các hỏa tiễn tầm xa, bao gồm các chiến đấu cơ F-16 mà họ cung cấp có thể bay trực tiếp tới và thả bom tấn công vào lãnh thổ của nước Nga. Thì quý vị, cái điều này là Putin sẽ khởi động. Putin sẽ khởi động một cái cuộc chiến này. Vậy vì ông ta đang chờ đợi điều này. Ông ta nhìn thấy được sự suy yếu của Liên minh NATO. Sự suy yếu cho cái vấn đề chính trị hóa. Suy yếu đây là cái hàng ngũ lãnh đạo. Chứ không phải lực lượng. Lực lượng quân sự của 32 quốc gia NATO là mạnh nhất thế giới rồi quý vị. Không có một cái liên minh quân sự nào lớn hơn cái liên minh quân sự này cả. Nhưng cái sự suy yếu nằm trong cái giới lãnh đạo chính trị ở trong NATO. Putin nhìn thấy sự suy yếu này. Chính vì sự suy yếu này Putin mới mở cuộc chiến tại Ukraine. Sau khi mà chứng kiến được Joe Biden rút quân một cách hỗn loạn ở tại chiến trường Afghanistan. Và Putin không phải là một kẻ dốt. Ông ta đã nhìn thấy được tất cả những cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự. Ông ta thấy được cuộc chiến càng kéo dài, Hoa Kỳ càng mất đi quy thế. Từ cuộc chiến Việt Nam, từ cuộc chiến Việt Nam cho tới cuộc chiến tại Afghanistan, rồi tới cuộc chiến tại Iraq. Cuộc chiến càng kéo dài, thì cái chính trị Hoa Kỳ thay đổi và cuối cùng Hoa Kỳ thua ngay trên chính trường của mình, rút quân một cách thảm bại. Rút quân một cách thảm bại, quý vị thấy là từ cuộc chiến Việt Nam thì Hoa Kỳ thua không phải trên bãi chiến trường đối với kẻ thù cộng sản, mà Hoa Kỳ thua ngay trên chính trường của mình. Khi mà Đảng dân chủ lên và đòi cắt bỏ ngân sách cho miền Nam Việt Nam. Rồi quý vị, cuộc chiến tại Afghanistan kéo dài 20 năm. Cuối cùng Kết quả là một cuộc rút quân đầy thảm bại, hỗn loạn, không kém gì cái cuộc sụp đổ của Sài Gòn năm 1975. Và quý vị, chính Putin nhìn thấy khi mà cuộc chiến do Hoa Kỳ khởi động, khởi động ra lúc ban đầu thì là chiến thắng và rất là tốt. Nhưng mà cuộc chiến kéo dài thì Hoa Kỳ bị xa lầy và bây giờ tìm cách thoát ra. Đây là cái mà Putin nhìn thấy được từ các cuộc chiến trong quá khứ. Do đó quý vị, ông ta sẽ mở rộng cuộc chiến và ông ta sẽ đẩy Hoa Kỳ vào cái thế giống như những cuộc chiến trước đây. Và ông ta sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử để làm điều này. Nếu Kamala Harris thắng cử thì sẽ đi tới cục diện Hoa Kỳ xa lầy trong cuộc chiến tại Trung Đông. Xa lầy trong cuộc chiến tại uh, Âu Châu. Chắc chắn. Đây là cái mà chúng ta nhìn thấy được rất rõ ràng. <laughs> nếu kamala harris thắng cử do đó cái kịch bản và cái uh, uh, giả thuyết mà tôi đặt ra nếu kamala harris thắng cử thì chúng ta sẽ chứng kiến được một cái thế giới hỗn loạn nhiều nơi luôn nhiều nơi sẽ bùng nổ các cuộc giao tranh và đặc biệt cái uh, bãi chiến trường của ukraine và của nga nó sẽ không dừng lại ngay trên lãnh thổ của ukraine nó có thể được mở rộng ra khi mà putin đang chờ đợi cái cơ hội này họ chờ đợi cái cơ hội là nato cross the red line Tức là trong mắt của Putin có một cái làn tranh đỏ. NATO không thể vượt qua được. Nếu vượt qua thì coi như bùng nổ chiến tranh. Thì quý vị, Putin đang chờ đợi cơ hội này. Ông ta đang chờ đợi cái cơ hội có đủ cái chính danh, có đủ cái à, lý do để ông ta làm điều này. Do đó quý vị, cái chiến lược của Kamala Harris là chỉ chạy theo cái đám đông của Âu Châu. Mà đám Âu Châu né hết chuyện này tới chuyện khác. Né hết, cho tới cuối cùng bị ép vào thế không còn chọn lựa thì họ mới bắt đầu đưa ra những cái quyết định mà những cái quyết định đó họ cũng không đo lường được cái tác hại. Đó, tôi nói ví dụ, bây giờ họ né, họ không dám đối đầu với Nga. Họ chỉ bơm vũ khí và tài chính cho Ukraine cho tới khi mà nếu mà Nga mà quyết tâm tấn công ở các khu vực tôi nói thì lúc đó Zelensky bắt buộc phải áp lực các quốc gia đồng minh và Tây phương là phải cho Zelensky đầy đủ tất cả những cái thẩm quyền sử dụng tất cả những vũ khí và tấn công bất kỳ chỗ nào trong lãnh thổ của Nga. Thì lúc đó quý vị, đám NATO bắt buộc phải chịu ý để giúp cho Zelensky. Nhưng mà khi chịu ý như vậy thì có nghĩa là trong mắt của Nga các anh đã cross the red line. Tức là các anh đã băng Nga, các anh đã vượt qua làng ranh đỏ rồi. Tôi sẽ chơi. Đây là cái cách của Putin sẽ làm. Và cái kết quả chúng ta sẽ chứng kiến một cái đệ tam thế chiến đệ nhất đệ nhị thế chiến thì bắt nguồn từ dòng sông Danube ở tại à, Âu Châu và để tam thế chiến thì cũng có thể bắt nguồn từ Ukraine. Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là cái tư thế của Kamala Harris trong chính sách đối ngoại không có cái gì khác biệt với Joe Biden và cũng không có một cái dự tính chấm dứt cuộc chiến này. Nó sẽ dẫn tới một một cái cục diện mà tôi gọi là worse, tức là tệ hại hơn. Chắc chắn tệ hại hơn nó không có đem lại một cái giá trị tốt để ổn định hòa bình của thế giới. Nếu Kamala Harris là, tại vì Putin nhìn thấy được Kamala Harris không đủ khả năng trong chính sách đối ngoại còn tệ hơn cả Joe Biden, tệ hơn cả Joe Biden. Bà ta có thể à, có một cái sở trường nào đó trong cái chính sách đối nội, còn đối ngoại bà ta chỉ chạy theo cái đám đông mà thôi. Do đó Putin nhìn thấy được sự suy yếu của Kamala Harris. Còn ngược lại, quý vị, nếu ông Trump lên mọi việc khác đi như ông trump đã từng tuyên bố ông đã từng tuyên bố và ông không che giấu ông có mối quan hệ tốt với lại bút tịch và một mặt khác ông phải thực hiện cái chính sách bảo vệ cho đồng minh của âu châu đồng minh tại âu châu đặc biệt là cái bãi chiến trường của ukraine thì quý vị ông trump phải đi tới cái quyết định nhất khác tại vì đối với ông trump cái vấn đề kinh tế vẫn là quan trọng nhất do đó ông muốn chấm dứt sớm các cuộc chiến ở tại trung đông ở tại uh, nga và Ukraine để có thể thúc đẩy cái việc phát triển kinh tế. Ông không muốn bị vướng bận trong tất cả những cái cuộc chiến này. Và ông đã làm trong 4 năm. Trong 4 năm ông cầm quyền, ông kềm chế khu vực Trung Đông, ông kềm chế khu vực Âu Châu, không ai nhúc nhích và ông kềm chế luôn cả khu vực Á Châu. Không ai dám vọng động nhúc nhích cả. Từ Bắc Hàn cho tới Nga và kể cả Iran đều bị thúc thủ hết. 4 năm dưới triều đại của ông Trump, nó đã chứng minh điều này. Do đó khi quay trở lại chính trường, Ông Trump biết được là phải muốn có một cái hòa bình lâu dài là phải có một cái thái độ cứng rắn và đủ sức trấn áp. Đủ sức trấn áp để có thể uh, kềm chế không để cho Nga có thể uh, thực hiện cái tham vọng của họ. Tại vì ông trâm ông tôi nói quý vị, ông nhấn mạnh vào vấn đề kinh tế. Mà kinh tế sẽ không phải không sẽ không phục hồi được và sẽ không phát triển được nếu các cuộc xung đột vẫn diễn ra từ ở phía Trung Đông cho tới phía của Nga và Ukraine, tức là Âu Châu. Nếu các cuộc chiến này vẫn tiếp tục kéo dài, thì có nghĩa là chúng ta sẽ không phục hồi được kinh tế. <laughs> Bởi vì cuộc chiến, hai cuộc chiến này, nó tác động tới toàn bộ cái nền kinh tế trên toàn cầu. Từ cái giá cả của năng lượng, từ cái nguồn cung cấp trên toàn thế giới, cho tới việc vận chuyển hàng hải, đều sẽ bị trở ngại nếu các cuộc chiến này mở rộng và bùng nổ lớn ra do đó điều đầu tiên ông trump muốn làm trong cái chính sách đối ngoại là phải chấm dứt ngay hai cuộc chiến này. Với phía trung đông, ông đã có phương pháp hôm trước tôi có giải thích. một lát tôi nói lại. Với phía của nga và ukraine, ông sẽ ép cả hai người bước vào bàn đàm phán. no matter what, giống như ông nói, ông muốn chấm dứt, tôi muốn chấm dứt và putin cũng muốn chấm dứt chiến tranh. vậy thì chúng ta bắt đầu từ điểm này. còn thỏa hiệp như thế nào là do putin và zelensky tự điều với nhau, tức là họ tự thỏa thuận với nhau. Ông Trump là cái người thúc đẩy cho hai bên ngồi xuống bàn đàm phán. Còn cái vấn đề hai bên thương thảo với nhau như thế nào, tùy theo hai bên, nhưng bắt buộc phải bước vào bàn đàm phán. Zelensky ở cái thế sẽ phải bước vào bàn đàm phán bởi vì ông Trump sẽ ngưng lại cái vấn đề cung cấp vũ khí và rút lại tất cả những cái quyền cho phép sử dụng vũ khí thì coi như là Zelensky thúc thủ. Thúc thủ ngay, không còn có khả năng tấn công Nga nữa. Ngược lại, Ông Trump sẽ nói chuyện với cả anh lẫn Pháp là phải dùng thái độ cứng rắn đối với Putin. Tức là nếu Putin không bước vào đàm phán, NATO thay đổi quan điểm và sẽ mở cuộc chiến tốc chiến luôn để tấn công thẳng vào Moscow và sẽ bật đèn xanh cho phía của Ukraine dốc toàn lực tấn công luôn. Tức là Nga sẽ phải đối diện với một cái cuộc tấn công ồ ạt của cả NATO lẫn phía của Ukraine tức là lần này là sẽ là cái chế độ Putin sẽ sập đổ, tại vì quý vị đơn phương một mình chính quyền của Putin không thể nào về mặt chính trị họ không thể nào đương đầu được với lại cái áp lực của thế giới nhất là trên cái hội đồng bảo an và nhất là trên cái đại hội đồng liên quốc. Tức là Hoa Kỳ sẽ giành đủ cái chính danh để tấn công thẳng vào nước Nga nếu Putin không đồng ý bước vào bàn đàm phán, ông Trump sẽ dùng cách này. Nhưng mà với cái quan hệ của ông Trump với Putin thì cái này là kịch bản xấu nhất. Có nghĩa là ông Trump vẫn có thể nói chuyện với Putin để buộc Putin bước vào bàn đàm phán. Tại vì ông Trump, giống như tôi nói, ông Trump ông phải chấm dứt các cuộc chiến này. Vì mục đích của ông là phục hồi nền kinh tế của nước Mỹ, thúc đẩy nền kinh tế của nước Mỹ. Do đó, cái đó là cái tầm quan trọng nhất và cái nhấn mạnh của ông Trump. Ông không thể để cho các cuộc chiến này tác động tới cái chính sách của ông tác động tới cái chiến lược của ông. Do đó, ông phải chấm dứt sớm cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Với phần Trung Đông thì rất là dễ dàng. Tại vì ông Trump có đủ tư thế để mà buộc Do Thái chấm dứt cuộc chiến và buộc các cái các quốc gia ở Trung Đông phải can dự vào và quản trị các vùng đất Palestine. Cũng như là sẽ trấn áp tất cả những thành phần à, Hồi giáo tại đây. Kể cả Iran. Ông Trump sẽ cứng rắn trong vấn đề này. Để mà Tức là ở Trung Đông, ông Trump sẽ dùng toàn bộ cái thái độ cứng rắn. Toàn bộ cái thái độ cứng rắn, thậm chí là tấn công luôn. Để buộc cái khu vực này chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Thì quý vị, cái chiến lược về đối ngoại của ông Trump rất rõ ràng. Ông cần phải chấm dứt cuộc chiến này. Nếu ông muốn phục hồi kinh tế. Và ông muốn thúc đẩy kinh tế của thế giới và của Hoa Kỳ. Tại vì các cuộc chiến này, nó làm tiêu không những là tiêu hao về vấn đề tài chính mà nó còn gây trở ngại cho tất cả những cái uh, tác động về kinh tế đặc biệt là giá cả năng lượng thứ hai là cái nguồn cung cấp trên toàn cầu nó sẽ tạo một cái thế lợi rất lợi cho trung quốc trong khi ông trump đang muốn cô lập trung quốc và thứ ba là cái vận chuyển hàng hải trên mặt biển sẽ không còn an toàn từ cái nạn hải tặc cho tới việc mà các nhóm dân quân hồi giáo tấn công vào các tàu thương mại để mà tống tiền hoặc là để đạt một cái mục tiêu chính trị nào nó sẽ bùng nổ nó sẽ bùng nổ theo nếu như cuộc chiến ở tại Trung Đông mở rộng, cuộc chiến tại Nga mở rộng, thì chắc chắn rằng không còn nơi nào an toàn trên thế giới. Và nó sẽ tác động vào những cái điều này. Và những điều này, nó sẽ gây trở ngại cho việc mà phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ. <laughs> không có nguồn cung cấp, năng lượng tăng cao, và vận chuyển hàng hóa trên các cái cây đường biển, tức là các cái đường hàng hải, bị gặp trở ngại, thì nó tác động trực tiếp vào các nền kinh tế, kể cả kinh tế Hoa Kỳ. Do đó, quý vị, điều mà ông Trump muốn làm là phải chấm dứt hai cuộc chiến này. Và để chấm dứt cuộc chiến này, ông sẽ dùng toàn bộ cái khả năng, cái quy thế của cá nhân ông là Tổng thống Hoa Kỳ để ép cả Putin lẫn Zelensky ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến. Đây là cái cách của ông Trump làm so với cái cách của Kamala Harris chỉ chạy theo cái đám đông ở Âu Châu. Âu Châu đi tới đâu bà ta đi tới đó. Bà ta không có một cái ý định chấm dứt cuộc chiến này. <laughs> và bà ta cũng không có khả năng suy nghĩ tới việc chấm dứt cuộc chiến này do đó quý vị so sánh đối chiếu phân tích thì chúng ta thấy rõ ai là người có thể chấm dứt cái cuộc chiến của nga tại ukraine và cái uh, tái lập cái hòa bình tại âu châu tái lập cái uh, hòa bình ổn định tại trung đông giữa kamala harris và ông trump thì quý vị thấy rõ ràng chúng ta đã thấy rõ cái chính sách đối ngoại nó như thế nào chưa kể là dưới tay của ông trump toàn là những nhân vật được xem là diều hầu nhưng có thái độ rất cứng rắn. Họ sẽ hỗ trợ cho ông Trump để chấm dứt hai cuộc chiến này. Tại vì ông Trump mong muốn cuộc chiến càng chấm dứt càng sớm càng tốt để bắt đầu à, cái chiến dịch phục hồi kinh tế và cô lập Trung Quốc chuyển trục về Á Châu. Đây là cái tâm điểm trong 4 năm tới của ông Trump. Và chúng ta nhìn trên cuộc chiến này thì chúng ta sẽ thấy được chỗ đứng của Kamala Harris chỗ nào trong cuộc chiến tại Ukraine và chỗ đứng của ông Trump ở chỗ nào trong cuộc chiến của Nga và Ukraine. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.